Rồi em xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay là ngày 25 tháng 7 âm lịch mình ha Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề là cách tưới phân Là kết hợp giữa 3 số 17 và 10 60 10 tức là lân cao ha Là như thế nào mà cho cái cây mai của mình nó an toàn Cái thứ nhất là về cái mức độ an toàn trước ha cái thứ hai là nó sẽ đạt hiệu quả cao. Thì hôm nay thì cũng có rất nhiều anh em là cũng vẫn còn đang lây quay về cái việc mà mình đi lân cao cho như thế nào ha. Thì cái video hôm nay là em lên trước ha. Lên trước để cho anh em mình tham khảo. Đầu tháng 8 ở vườn em ha. Thì đầu tháng 8 em mới bắt đầu vô. Hoặc là cuối tháng 7 này ha. Tức là em cái cách đi phân của em là 15 ngày một lần. Thì em cứ lấy cái mốc đầu tháng giữa tháng ha đầu tháng giữa tháng và đầu tháng hoành lại ha tức là mình lặp đi lặp lại à, để cho mình không có quên ha không có quên còn nếu mà mình chọn những ngày khác nhiều khi ngày nay mình tưới rồi đâu cái quên quên nó, 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 dễ quên ha rồi thì đây là cái cây mai dảo tân châu dảo tân châu những anh em mà đã xem những video em khoảng là ba bốn tháng gì trước ha thì cũng đều biết ha em có một cái chậu như vậy nè ha thì à, tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì à, em vô nhôm ha, em đã vô nhôm. Rồi nói chung cũng à, dựng ngọn rồi cho nó nó chung cho nó dễ dòm thôi ha, cho nó dễ dòm nhìn tổng thể thì à, em sửa theo cái cách vậy nè ha. À, tức là nó hình dạng như hình thông, hình nón vậy ha. Rồi thì à, đầu tháng 8 này mình bắt đầu mình đi phân. Thì à, lân cao và ba số 17 mình có thể tưới kết hợp cái thứ nhất là kết hợp tức là mình cộng lại và dưỡng rễ ha và cái thứ hai là đi lưng phiên lưng phiên tức là một cử ba số mười bảy một cử 10 sáu 10 tức cái lần cử lần cao ha tức là mình đi lưng phiên lưng phiên lưng phiên đầu tháng giữa tháng và đầu tháng hoặc là có thể những cái loại với em cũng nói thêm luôn ha là cái loại những loại lân cao lân cao ở đây là em lấy lân theo là anh nào bị ca ha chứ em không có xài lân lân đơn ha tại vì đó giờ em không xài không có quen xài lân đơn cho nên em không có chia sẻ về lân đơn ha còn những anh em nào mà biết uh, xài lân đơn quen rồi á, thì mình vẫn xài được ha thì ở đây em tứ kết hợp cái thứ nhất là tứ kết hợp dưỡng rễ vàng mười sáu mươi hoặc là 10 năm năm tức là hai loại này nè hai loại này là hai loại lân cao thì mình lấy một loại mình xài chứ mình không có cộng chung hang này vô nha tức là ở đây em điển hình cho em ví dụ để cho anh em mình mua hang cái chai này thì nó nhỏ gọn nó rẻ tiền hơn ha còn cái chai này thì nó bự anh em nào xài nhiều thì mua chai này ha nó lợi hơn còn anh em mình dài cây á, thì mình nên mua hoặc là cái loại này mà nó có loại nhỏ ha thì mình mua gọn gọn thôi ha nó có mấy chục ngàn ba bốn chục gì đó rồi nè thì về việc các lân cao thì em cũng cho mọi người xem ha em ví dụ như này là nó ghi này ha phân quá mầm qua ra ghi mạnh tức là cái nhiệm vụ của thằng lân thằng thằng lân á đầu tháng nó là thằng cái bằng nó nó cũng là một dạng để là dưỡng rễ ha bây giờ bây giờ là cái thời điểm này là thời điểm lên nụ thì nó cũng là cái thằng lân cao nè thằng này nè ha thì nó là một dạng là phân quá mầm qua nhưng mà mình chọn lân cũng tùy theo, theo, theo lân thì nó có rất nhiều loại lân đơn rồi lân này lân kia rồi hang nó, nó nói chung nó tùm lum thì ở đây em đưa ra là điển hình hai loại thôi ha rồi mình tới kết hợp nè anh em mình anh em mình chú ý hơn nhất là anh em mới chơi mới tập chơi mới mới chơi cây mai chưa hiểu rõ về phân thuốc ha thì anh em mình chú ý về cái liều lượng với em ha là cái thứ nhất cái liều lượng là cái thứ hai là mình kết hợp hay là mình lưng phiên như thế nào là cái thứ nhất là em tứ kết hợp đây ha ba số 17 ba số 17 cộng thằng 10 60, 10 và cộng thằng dưỡng ghế đúng không em thì lúc nào cũng đưa cái liều lượng cái liều lượng mà an toàn tức là em làm đầu ha tức là cái cử đầu tiên cử đầu tiên cho cái mai của em ha tức là bất kỳ giai đoạn nào giai đoạn là cái giai đoạn đầu tiên nè ha phục hồi em cũng vậy dưỡng rễ em cũng vậy em cũng đi liều thấp ha rồi đến cái giai đoạn làm tàn cái cử đầu tiên mà em đưa phân NPK vô hay là phân hữu cơ vô em cũng đưa là cái dạng lõn thấp để cho cây mai mà nó quen nó tránh bị sốc phân tại nhiều khi có những trường hợp có những trường hợp ha những cây mai em nói thẳng là giống như cái cơ địa của cây mai hang giống như mình vậy đó khi mà đưa vô cái món gì lạ lạ mình cảm giác mình không mình không quen ha, mình không quen thì mình cảm giác mình ăn không ngon. Em ví dụ vậy ha. Còn phân cũng vậy. Nếu mà anh em mình lỡ tay mình đưa quá liều thì nó dẫn đến hiện tượng cây mai của mình hiện thời bây giờ đang chuẩn bị cho Tết nè thì có thể là nó sẽ mất Tết ha. Rồi, cộng nè. Thì á anh em mình cứ canh theo canh theo cái số ha tức là cái mi 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 cái thằng này là ml em tính bằng luôn là thằng với thằng mg ha mg ha tức là một gam ha gam á là 3 số 17 nếu mà anh em mình đi tức là đi đi một mình đó ha không có cộng vô ha thì anh em mình đi 2 gam cho một lít nước rồi anh em nhiều ít anh em tự pha ha 2 gam 3 số 17 cho một lít nước rồi mình cộng chung với thằng dưỡng rễ dưỡng rễ thì nếu mà anh em mình xài nào 3 m thì mình xài 1 gam cho một lít nước rồi 3 số 17 ha và thằng dưỡng rễ ha cộng vô chung cái đó là cái cử như hỏm gà em đi hỏm gà em đi là em làm nụ kim ha rồi cái đó là cái thứ nhất và cái thứ hai nếu mà mình đi kết hợp thì 3 số 17 mình giảm liều lại 10, 60, 10 mình cũng giảm lại luôn ha rồi mình cộng dưỡng rễ 1 gam 1 gam cho một lít nước thường thường là dưỡng rẻ anh em mình xài nào ba đúng không thì một gam nào ba cho một lít nước rồi 10 60 10 một gam cho một lít nước ba số 17 cũng một gam cho một lít nước tức là khi mà mình cộng tổng hợp lại ba thứ thì mình nên giảm liều hai cái loại NPK này ha dưỡng rễ mình giữ nguyên tại vì á khi mà mình cộng vô á thường thường trung bình á cái liều an toàn của em á đưa ra là 2 gam ba số 17 tức là phân là bk là 2 gam thôi ha em không đi quá chỉ là 2 gam thôi thì đưa vô cái cây mai của mình thì nó sẽ rất phù hợp cái tính an toàn nó rất cao nó không có bị ngộ độc ha mình tưới nhiều vẫn được không có bị lạm phân rồi khi mà mình cộng vô hai thứ mình cộng vô nè thì mình chia ra mình giảm liều này và mình giảm luôn cả liều ba số 17 tức là cái cử đầu tiên mình nên đi mỗi thứ một gam rồi mình cộng chung này ha mình đi lưng phiên nửa tháng một lần cái đó gọi là tưới phân kết hợp ha kết hợp tức là kết hợp giữa 16 10, 10, 10 này ha và thằng ba số 17 và thằng dương rễ rồi đi lưng phiên nếu mà anh em mình đi lưng phiên tức là cử này cử kia một cử ba số 17 đúng không rồi riêng cử là 16 10, 10 thì á, mình nên chọn là ba số 17 thì mình vẫn đi hai gam bình thường mình cộng với một gam của thằng <laughs> cái thằng dưỡng rễ tức là hoặc là 1 ml cái thằng dưỡng rễ vô mít nước này hoặc là 3 m cũng là 1g 1 g cho một lít nước. ha Thì anh em mình quậy thùng B thì nó rất là dễ, ví dụ như ba m nè, 1g 1 g cho một lít nước nè. Thì một thùng B mình lấy nó là 20 lít nước. Thì mình cho nó 20 g. Rồi cái thằng 3 số 17 á, thì mình 2 g, 2 g mình nhân 20 là 40 g cho một thùng B ha. Thì thằng 3 số 17 thằng này mình cộng vô mình đưa đi một cử đúng không đi cử ví dụ vào đầu tháng nè em đi cử ba số 17 nè em ví dụ nha đầu tháng em đi số ba ba số 17 nè rồi đến giữa tháng em đi lân cao thì hàng này cũng 2 gram 2 gram cho một lít nước cộng với một gram dưỡng rễ đúng không dưỡng rễ này là em đưa ra là nửa liều ha chứ không có đủ liều ha tức là em đó giảm đi nửa liều dưỡng rễ thôi chứ em không có đi nhiều tại vì đi nhiều nó cũng mình tưới là định kỳ mà ha mình không cần phải đi nhiều cây khi cây mình nó đã khỏe rồi thì mình không cần đi nhiều ha rồi đến khi nào đến cái giai đoạn mà mình chuẩn bị mình nuôi nụ mình tập trung nuôi nụ ha thì có thể mình cắt hoặc là mình thúc nụ này nọ rồi ha thì lúc đó mình cắt mình dưỡng rễ luôn cũng được ha nhưng mà thời điểm này phải đi dưỡng rễ nhưng mà lõn. rồi á thì bây giờ là hai gam mười sáu mươi nè thì mình cộng với một gam dưỡng rễ rồi mình pha cho cái liệu lượng mình pha cho vừa đủ mình tưới bao nhiêu cây vậy thôi ha rồi xong mình đi lưng phiên đầu tháng đầu tháng nè mình ví dụ giờ giờ đầu tháng bắt đầu đầu tháng 8 nào em bắt đầu em vô lăng cao đúng không hoặc là có thể là em đi kết hợp thì nếu mà đầu tháng em đi lăng cao nè thì em 10 60 10 này nè 2 g cho một lít nước rồi em cộng chung với một dưỡng rễ 1 g cho một lít nước tức là hai đó em cộng chung em pha em tưới một cử ha em tưới một cử cử đầu tiên là 2 g rồi đến giữa tháng tức là giữa tháng 8 là bắt đầu em quay lại 3 số 17 em cộng một dưỡng rễ đúng không đó thì cũng 2 gam mà nào 3 số 17 cộng với 1 gam dưỡng ghế rồi mình cứ đi lưng khuyên như vậy cho đến khi nào cái cây mai mình nó lên nụ còn nếu mà anh em lời lời ha thì là 1 gam 3 số 17 cử đầu tiên nha 1 gam 3 số 17 cộng với 1 gam 10 60 10 cộng với 1 gam là dưỡng ghế ba thứ đó cộng lại mình pha mình tưởng một lần nửa tháng tương lần ha rồi đến cái cử thứ hai cử thứ hai nè ha cử thứ hai mấy cái thằng mà tưới mà lưng phiên á thì mình cứ giữ nguyên còn cái tưới cử thứ hai này nè nếu mà anh em có tăng liều thì mình anh em an, mình canh tại vì cái thời điểm đó đó là bắt đầu mình vào cái mùa nụ chính thức là mình cho nó lên nụ thì bắt đầu mình tăng liều này lên tức là ngày một gam rưỡi thôi thằng ba số 17 mình vẫn giữ một gam tức là mình tăng liều cái thằng mười sáu mươi này lên một gam rưỡi hoặc là hai gam trong một lít nước ha rồi ba số 17 mình vẫn giữ một gam Tại vì thời điểm đó mình làm nụ mình cần cho nó phân quá mầm qua cho nó lên nụ nhanh ha. Rồi mình cộng dựng rẻ vô. Thì cái cử thứ hai có thể là anh em mình đi như vậy được ha, nhưng mà nó vẫn nằm trong là cái liều lượng em em cho là an toàn ha. Là nó không bị sốc phân hay là nó bị kêu bằng nó bị lạm dụng quá phân ha thì nó sẽ dẫn đến ngộ độc. Thì video hôm nay thì em cũng xin chia sẻ nhiều đó ha. Thì anh em mình nên thận trọng với cái liều lượng cái liều lượng ha mà mình tưới cho cây mai trong thời điểm này tại vì thời điểm này nó rất nhạy cảm nó vừa lên kem nó vừa lên nụ thì nó rất dễ bị cái mai mình ha nó rất dễ bị là kêu bằng em tạm gọi là nếu mà lỡ tay mình bón bằng nấm ha lỡ tay thì mà có thể là cây mai mình thôi sẽ mất Tết ha rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha hẹn mọi người lại video sau